Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp tiếng Anh nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe đua Merida X-Fit Z3 được trang bị bộ chuyển động sau là đồ Shimano Tiagra, đặt đĩa trước là Shimano 105, bánh nhôm cao bản, đồ nguyên bản chính hãng, nước sơn không nhôm, nước sơn trắng còn rất là mới. Các bác nhìn trên hình tổng thể chiếc xe thì nó còn cái độ mới nó rất là cao, em đánh giá nó còn khoảng trên 90% về cái độ mới, chỉ có là một vài vết xước nhỏ là do quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Một khung nhôm, nhôm sử dụng ở đây là nhôm 6061, là một loại nhôm mà có cái độ bền nó rất là cao, nó rất là cứng, chịu được cái cường độ mạnh, là một loại nhôm siêu nhẹ để chủ yếu là sản xuất nên những chiếc khung xe đạp. Trang bị bộ đề sau là Shimano Tiagra với 10 tầng lip, ở bên trên là gạt đĩa Shimano 105 với 2 tầng đĩa cho chiếc xe có 20 tốc độ. Bánh nhôm cao bản theo xe, tay lắp ở đây cũng được trang bị tay lắp của Shimano Tiagra, phanh 3 mảnh bánh 700cc. Đùi trục rỗng của MSA là một cái loại phụ tùng, thương hiệu phụ tùng của Mỹ rất là nổi tiếng. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 51 cm. Nếu chiếc xe có size là size trung bình cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà, lên xuống rất là êm ái. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá chỉ có là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng thêm cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đến kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.